Sáng nay ngày 10 tháng 8 năm 2024, đại diện Hội đồng họ Mai thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm một gia đình họ Mai tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Đón tiếp đoàn là bà Mai Thị Kim Yến năm nay đã 87 tuổi. Với dáng người nhỏ nhắn, phong cách hoạt bát nhanh nhẹn của bà không ai nghĩ rằng năm nay bà đã 87 tuổi. Gặp đoàn đại diện ban chấp hành họ Mai thành phố Hồ Chí Minh, bà Yến vô cùng mừng rỡ xúc động. Thì Ma Thị Kim Yến, xã Xuân Thới Thượng. Bao nhiêu tuổi? 87 tuổi. Chú bao nhiêu tuổi cô? Chú 97. Dạ. Sau khi chào hỏi và giới thiệu thân mật, đoàn đã được nghe bà Yến kể về tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của bà trong những năm chiến tranh chống Mỹ khốc liệt. Bà Mai Thị Kim Yến và các anh em trong gia đình đều là những nhà hoạt động cách mạng, có nhiều người trong gia đình bà đã hy sinh, được nhà nước phong liệt sĩ và bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện bà Yến đang sinh sống với chồng là ông Hồ Bảy. Năm nay ông đã 97 tuổi. Tuy đã rất cao tuổi nhưng ông Bảy vẫn làm việc nhà và cùng bà Yến nấu ăn, trồng cây cảnh thoăn thoắt, giọng nói rõ ràng mạch lạc. Ông Hồ Bảy là một nhà cách mạng đã cống hiến rất nhiều cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Ông đã được Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và được nhà nước phong tặng nhiều huân huy chương cao quý. Hai ông bà đều là người gốc Quảng Ngãi, di cư và hoạt động cách mạng tại Sài Gòn từ những năm 1959. Do ảnh hưởng của chất độc màu da cam trong những năm chiến tranh, ông bà sinh một trai và một gái đều bị dị tật bởi di chứng dioxin. Mặc dù vậy cũng rất may mắn, ông bà còn có được hai cháu nội. Hiện nay bà Yến và ông Bảy sống trong căn nhà khá gọn gàng cùng với cháu nội tại ấp 3, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn. Sau khi chia sẻ thông tin, đoàn đã tiến hành dâng hương các tiền tổ và các anh hùng liệt sĩ và bà mẹ Việt Nam anh hùng trên ban thờ của gia đình. Tiếp tục tìm hiểu về chi họ Mai, bà Yến đã cùng đoàn đến thăm chi họ Mai ở đây. Tại ấp Ba Xuân Thới Thượng này có khu lăng mộ của chi họ đã lập nghiệp và sinh sống từ rất lâu. Theo như lời kể và tham khảo một số tư liệu thì chi họ Mai ở đây đã có khoảng gần 300 năm nay. Mặc dù một số lăng mộ còn tồn tại nhưng đã mất hết bia ký, không có tài liệu lưu trữ hoặc gia phả. Vì vậy nguồn gốc chi họ Mai ở đây chưa xác định được xuất phát từ đâu. Đoàn đã được bà Yến giới thiệu đến gia đình ông Mai Văn Bị, tên gốc là Mai Công Bị. Ông Bị là con út nên gia đình hay gọi là ông út. Ông Mai Văn Bị là con trai út trong gia đình, trước ông còn có hai chị gái. Theo lời kể của ông út, hiện trong gia đình đã xây dựng miếu thờ từ năm 2000, đang thờ tự ông Mai Công Minh là ông cố mà ông út và anh em trong chi họ còn nắm giữ thông tin. Trong khu vực đất nhà còn có mộ của các ông bà sơ cách đó nhiều đời và còn có một nhánh cùng dòng họ Mai của ông gần đó. Hàng năm vào ngày 18 tháng 3 âm lịch, tại miếu thờ này, con cháu khắp nơi tập trung đông đảo để tổ chức lễ dỗ. Do thời gian có hạn nên đoàn đại diện chỉ tìm hiểu tới đây và hẹn một ngày không xa sẽ đến tìm hiểu sâu hơn về chi họ Mai Xuân Thới Thượng. Mong rằng trong thời gian tới, các chi họ Mai ở thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận được kết nối mạnh mẽ, rộng rãi hơn, gắn kết hơn để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội họ Mai thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất đề ra. Nội dung: Mai Trường Sơn. Hình ảnh tư liệu: Đoàn đại diện Hội đồng họ Mai thành phố Hồ Chí Minh. Mảnh đất này bao nỗi yêu thương, tiếng gà đinh rầm rập trên đường, cảnh bác bơ tù đà tra tấn, một cô gái nhỏ tâm hồn trắng trắng, tuổi tình chi phơi nắng lắm màu da, lại còn đánh đập khảo tra với nhiều hình thức đủ điều tra tấn, điểm di vào chân không hề khai báo, nước ớt nước vôi xà phòng tràn lên mắt mũi, việc cảm đau sao mày không nói, mày nói mau cậu cho về, chung dỗ dành ham dọa chân che, nhưng không la chuyển một tâm hồn cô ghé nhỏ, những hình ảnh hay suốt 70 năm chẳng mà bây giờ còn đẫm lại trong tim tôi.